Thành hiền lành. biết gọi như là trưởng thành một tí anh ạ. Còn chiều cao, cân nặng hay là tóc dài, tóc ngắn? Em chào chị. Chào em. Dạ, chiều cao thì em nghĩ là tầm khoảng 1m55 trở lên là được rồi. Da trắng một tí, nếu mà tóc dài thì tốt, tại vì em rất là thích con gái tóc dài. Ngoại hình thì ú một tí, chung là con gái có da thịt thì trông đẹp hơn. Ú, em ú là sao? Ý em nói ú là sao? Hả? Dạ không gầy ạ. Không gầy á? Dạ. Ú. Em thì em thích về dáng hay là thích về khuôn mặt? Thích khuôn mặt đẹp hay là dáng đẹp? Em nghĩ thì dáng với lại mặt thì vừa phải thôi, chứ nói chung là đẹp quá thì không phải là của mình. Em cũng thích ngắm cái đẹp, nói chung là em rất là thích ngắm cái đẹp. Đâu phải cái đẹp nào không phải là của mình đâu, quan trọng mình cứ tự tin hay không thôi. Em hình dung như thế nào về người bạn nữ bên rào này? Theo về cảm nghĩ thì em nghĩ là tính cách của bạn nữ này là cũng khá là chín chắn và độc lập á. Nhưng mà cùng quê đã thì lại càng tốt quá. Bây giờ hỏi tới đúng rồi, hỏi người thân đi. Đúng không ông Mai? Hỏi người thân coi sao. Em đi với ai vậy? Hôm nay em đi với đồng nghiệp của em ạ. Dạ, em tên là Khoa. Dạ, em xin chào MC Quyền Linh và MC Hồng Vân. Chào em. Thì em là người Anh, cũng giống như là người bạn và người đồng nghiệp của Thịnh đây. Thịnh là một người rất là trầm tính. Trong công việc thì Thịnh đặc biệt là rất là quyết đoán và độc lập, cũng giống như là bạn nữ bên đây. Khoa nghĩ là tính cách thì cũng rất là phù hợp với Thịnh, tại Thịnh cũng thích kiểu nữ là dịu dàng, độc lập và biết tự lo cho bạn. Mời anh trai ngồi. Rồi, xin mời nhà gái. Rồi, hãy thoải mái lên. Giới thiệu về mình đi em trai. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân, chào bạn em. Nữ bên kia và quý vị khán giả. Em tên là Hoàng Văn Thịnh, năm nay em 26 tuổi. Quê quán của em là ở Thanh Hóa, hiện tại thì em đang làm ở thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của em là làm sale bất động sản ạ. Thì trước đây thì em có làm lái tàu ạ. Lái tàu luôn? Lái tàu là thuyền thủy thủ đó em hả? Thủy thủ hả? Dạ không, em lái tàu đường sắt ạ. Lấy tàu đi tàu hỏa đó hả? Dạ đúng rồi ạ. Còn em chào chị Hồng Vân ạ. Em chào anh Quyền Linh ạ, chào em. Bạn nam bên kia và chào khán giả trong trường quay ạ. Em xin tự giới thiệu là em là Lê Thị Trà Giang ạ, hiện tại năm nay em 26 tuổi ạ. Em là nhân viên ngân hàng ạ và em hiện tại đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Em quê ở đâu? Em quê ở Thanh Hóa ạ. Như vậy là hai bạn cùng quê đó. Dạ. Rồi em nói luôn về điểm mạnh và điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em thì có lẽ là người khá là độc lập và rất là quan tâm đến người khác, là một người sống rất là tình cảm. Thế còn điểm yếu? Yếu thì có lẽ là hay mềm lòng, hay tin người ấy ạ. Dễ tin hả? Cả tin hả? Đúng rồi, dễ tin người. Trời ơi. Rồi có thói hư tật xấu gì không? Ví dụ như là ghen tuông mù quáng hay là nghiện bia, nghiện rượu hay làm cái gì đó? Cũng thỉnh thoảng hay đi nhậu với cơ quan nhưng mà chắc là không đến mức nghiện đâu. Rồi bạn trai, em ưu điểm khuyết điểm thế nào? Điểm mạnh của em thì em vui vẻ hòa đồng ạ. Có cái là em quyết làm cái gì là em làm luôn. Nói chung là nếu mà ai cản thì cũng không cản được em. Thường thường thì em làm xong em mới nói. Nói chung là em có một cái giống bạn nữ bên kia là có cái là mềm lòng. Ví dụ mà người ta mà cứ năn nỉ mình là kiểu gì mình cũng đồng ý. Điểm yếu nữa thì là chắc là em uống bia hơi nhiều. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua 2 mối tình ạ. Lý do tại sao chia tay? Lý do chia tay là do khoảng cách địa lý ạ. Thì lúc đó là em làm lái tàu nên mà em chọn là công tác ở ngoài Nha Trang. Bạn nữ thì ở trong thành phố Hồ Chí Minh nên mà nói chung là cũng em cũng vô tâm nên mà hai bên mới chia tay ạ. Bao nhiêu lâu rồi em chưa yêu lại? Dạ từ 2016 đến giờ ạ. 16, cũng trời, 4 năm rồi. Cũng 4 năm rồi. Ừ. Còn em thì sao? Em 6 tháng. Mới chia tay mối tình kia là 6 tháng vậy? Mấy mối tình rồi? Em 3. 3 mối tình? Dạ. Mới chia tay mối tình thứ 3, 6 tháng. Còn vấn vương gì không? Ủa quen nhau bao lâu mà chia tay 6 tháng rồi em? 3 năm rưỡi ạ. 3 năm rưỡi? Vậy là có vấn vương, còn vấn vương không? Không ạ. Phù. Nhưng mà chia tay là từ phía nào? Lý do? Em với bạn nam ấy thì bị cũng yêu nhau nhưng mà vì bọn em cũng khoảng cách cũng khá là xa. Yêu xa hả? Vâng, thì 3 năm rưỡi nhưng cũng phải mất khoảng tầm 2 năm rưỡi là yêu xa rồi. Em ở trong này thì bạn ấy ngoài Bắc. Hai người không hợp về quan điểm sống. Bạn ấy cũng thừa nhận luôn, bạn ấy là người rất là gia trưởng.
Em cũng muốn cho bạn ấy cơ hội nhưng mà sau thì bọn em chia tay thì cả hai cũng chia tay rất là vui vẻ. Cũng không cảm thấy là không cùng quan điểm thì sẽ không thể đi tiếp được nữa. Nhưng một cái tình yêu mà 3 năm mấy rồi, mới có 6 tháng mà nó không còn một cái gì vương vấn hết à. Mà tại có lý do nào mà nó nhanh đến mức như thế em? Tại vì là chia tay trong vui vẻ, có nghĩa là khi mà tất cả mọi thứ không còn đồng quan điểm nữa thì nhẹ nhàng chia tay thôi. À. Nghe chia tay mà cười tươi thiệt. Anh cũng rất là lạ, đến qua coi đàn gái coi. Em chào anh. Ôi chào em gái. Có đôi khi người ta chịu đựng nhau quá đó, người ta cần phải chia tay và cuối cùng chia tay được, người ta giống như thoát khỏi một cái điều gì đó, người ta rất là vui. Bây giờ đã coi như là chuẩn bị đón nhận một cái mối tình mới chưa em? Mở trái tim không? Dạ rồi ạ. Rồi, rồi đúng không? Chuẩn bị sẵn sàng rồi đúng không? Em cho đàn trai biết hình mẫu lý tưởng của em là như thế nào? Thì cũng trải qua một vài mối tình rồi thì em cũng cảm thấy là người mà có thể hợp với em ý sẽ thứ nhất là một người đàn ông chín chắn. Chín chắn. Biết tách biệt được công việc và chuyện tình cảm. Có nghĩa là sẽ không để cho hai cái việc đấy nó ảnh hưởng. Thế còn ngoại hình thì sao? Chắc sẽ phải cao hơn em. Là bây giờ em cao hơn em là phải là bao nhiêu mới là cao hơn em? Chắc 7m74 trở lên. 1m74 trở lên. 74 con này trở cao lên. Quá mà. Không sao, bên đây có thể đáp ứng. Rồi. 1m94 á. Đứng trên ghế á. Bạn trai, em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Nếu mà nửa yêu thương thì em thấy là trước tiên là về tính cách đi. Nói chung là tính cách thì hiếu thảo. Hiếu thảo là đầu tiên, tốt bụng, hiền lành, hiền lành, biết gọi như là trưởng thành một tí anh ạ. Còn chiều cao, cân nặng hay là tóc dài, tóc ngắn? Em chào chị. Chào em. Dạ, chiều cao thì em nghĩ là tầm khoảng 1m55 trở lên là được rồi. Da trắng một tí, nếu mà tóc dài thì tốt, tại vì em rất là thích con gái tóc dài. Ngoại hình thì ú một tí, chung là con gái có da thịt thì trông đẹp hơn. Em ú là sao? Ý em nói ú là sao? Hả? Dạ không gầy ạ. Không gầy á? Dạ. Ú. Em thì em thích về dáng hay là thích về khuôn mặt? Thích khuôn mặt đẹp hay là dáng đẹp? Em nghĩ thì dáng với lại mặt thì vừa phải thôi, chứ nói chung là đẹp quá thì không phải là của mình. Mà em cũng thích ngắm cái đẹp. Nói chung là em rất là thích ngắm cái đẹp. Đâu phải cái đẹp nào không phải là của mình đâu, quan trọng mình cứ tự tin hay không thôi. Dạ. Em hình dung như thế nào về người bạn nữ bên rào này? Theo về cảm nghĩ thì em nghĩ là tính cách của bạn nữ này là cũng khá là chín chắn và độc lập á. Mà cùng quê đã thì lại càng tốt quá. Bây giờ hỏi tới... Đúng rồi, hỏi người thân đi. Đúng không ông Mai? Hỏi người thân coi làm sao. Em đi với ai vậy? Hôm nay em đi với đồng nghiệp của em ạ. Dạ, em tên là Khoa. Dạ, em xin chào MC Quyền Linh và MC Hồng Vân. Chào em. Thì em là người anh, cũng giống như là người bạn và người đồng nghiệp của Thịnh đây. Thịnh là một người rất là trầm tính. Trong công việc thì Thịnh đặc biệt là rất là quyết đoán và độc lập, cũng giống như là bạn nữ bên đây à. Khoa nghĩ là tính cách thì cũng rất là phù hợp với Thịnh, tại Thịnh cũng thích kiểu nữ là dịu dàng, độc lập và biết tự lo cho bản thân à. Thì hy vọng là hai bạn sẽ cho nhau một cái cơ hội. Khoa cảm giác được là hai bạn rất là phù hợp. Rồi, cảm ơn. Còn em đi với ai? Em đi với một bạn cấp 3, một bạn đại học và một bạn đồng nghiệp của cơ quan ạ. Em xin chào hai MC và chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Em là Diệu Linh, là bạn cấp 3 của bạn Giang. Sau khi em quan sát thì em thấy là bạn Giang ấy, bạn ấy, cu của bạn ấy là thích người trầm tính. Thì có nghe bạn của bạn Nam nói là ít nói trầm tính thì khá là hợp với Giang. Sau khi em quan sát thì em thấy là hai bạn cũng khá là phù hợp. Và mong là các bạn sẽ cho mình cơ hội. Tại vì đây cũng là tuổi chín chắn rồi. Thì nếu mà cho cơ hội thì mở lòng và đến được với nhau thì rất là tốt ạ. Rồi, thôi bây giờ mở rào đi nào. Mở rào. Bắt đầu đi Thịnh. Chào bạn, tới đây thì mình có món quà tặng bạn. Mình cũng có một món quà tặng bạn. Bạn cũng có thể mở ra được ạ, bởi vì là nó là một cái bánh kem ý, nó cũng có ghi chữ. Bạn có thể mở ra để xem. Mà bạn cao mà đi giày cao gót nữa, tâm ra thấy nó hơi đấy bên kia à, đó. Kỷ niệm lần đầu gặp nhau ha. Rất là dễ thương ạ, cảm ơn bạn nhé. Bạn với tôi vậy đó hả? Cũng dễ thương ha. Rồi em ngồi đi, hai đứa ngồi rồi nói chuyện với nhau đi. Cho mình xin lỗi chứ là lúc nãy bạn giới thiệu ấy nhưng mà nhỏ quá nên mình chưa nghe rõ tên bạn ấy. Bạn có thể giới thiệu lại được không? Mình tên là Thịnh. Thịnh? Mình lại nghe nhầm là tên là Thuận nên là mình mới hỏi lại. Bạn là tên Giang đúng không nhỉ? Ừ, mình tên là Giang.
Khi mà ở bên rèm thì thực ra là mình cũng cũng có tưởng tượng là bạn nữ đối phương là trông như thế nào á. Nhưng mà nói chung là mở rèm qua thì nhìn thấy cao quá. Mình thì cũng cao tới 1m73 rồi đó. Kém chút xíu so với tiêu chuẩn của bạn. Thực ra mình không có tiêu chuẩn gì đâu. Rồi bây giờ mình quan điểm về tình yêu, quan điểm về hôn nhân như thế nào các bạn có thể trao đổi với nhau. Bạn nữ trước đi ạ. Chắc người chồng của mình sẽ là người hiểu biết hơn mình. Kiểu như là người cho mình lời khuyên ấy. Ví dụ mỗi lần trong cuộc sống hay công việc mà có gì khó khăn ấy, chia sẻ thì mình sẽ chia sẻ với bạn ấy, rồi bạn ấy sẽ cho mình những lời khuyên. Và hơn nữa là người đàn ông của mình sẽ là người mà sẽ biết lo cho mình. Mình thích một người đàn ông lãng mạn. Bởi vì bản thân mình cũng rất là lãng mạn. Bây giờ đầu tiên á, là em muốn là những cái điều mà em mong muốn ở cái người bạn trai á, thì chị nghĩ là đầu tiên em phải đổi cách xưng hô. Em phải tự áp đặt gọi bạn đó là anh. Tại vì khi mà họ là anh rồi, tự nhiên họ phải thấy mình phải có trách nhiệm với người em. Và như thế thì có nghĩa là em sẽ đạt được những điều mà em mong muốn. Như vấn đề mà em nói á, là về vấn đề trưởng thành thì anh chắc chắn là anh trưởng thành. Nói chung là anh trưởng thành, biết suy nghĩ. Còn vấn đề lời khuyên đó, nhiều khi anh khuyên nhiều quá, sợ em nhàm chán thôi. Anh nghĩ gì về em đi sớm về muộn và vui chơi quá đà với bạn bè, với đồng nghiệp? Nếu mà như thế, nếu mà ví dụ mà em có thể xác định mà trước khi em đi á, thì em có thể nói với anh là hôm nay là em sẽ đi với bạn, có thể là sẽ về trễ, anh cũng không cần phải chờ là thế này thế kia. Tại vì thực ra là anh đi làm cũng ít khi mà anh về trước tầm khoảng 10 giờ lắm. Thực sự là ít khi về trước 10 giờ. Thường thường nếu mà về sớm thì anh cũng đi công viên, anh đi dạo á, hít thở không khí xíu, chứ ít khi về nhà sớm lắm. Cái vấn đề mà em đi chơi thì có thể là em nên nói với anh. Cái vấn đề đó thì anh thông cảm lắm, không vấn đề gì cả. Giả sử như bọn mình mà quen nhau thì anh sẽ định bao giờ thì bọn mình sẽ kết hôn? Nếu mà được nha, thì nếu mà muốn sớm còn tùy thuộc vào có thể là mong muốn của anh, nhưng mà còn mong muốn của gia đình em nữa. Ví dụ gia đình em mong muốn sớm hơn ý, thì có thể là mình cuối năm nay, đó là sớm nhất. Còn nếu mà trễ, nếu mà em đợi cho anh cái, có nghĩa là cái công việc của anh thì nó cũng ổn định rồi, nhưng mà ý là nó có nghĩa là tài chính khi mà nó dư dả hơn thì mình kết hôn thì nó, anh nghĩ thì nó sẽ không có áp lực nhiều nữa. Thì có thể là đợi thêm một năm nữa, nhưng mà nếu mà sớm nhất thì là cuối năm nay. Hỏi anh một câu hơi tế nhị tí nhá. Anh nghĩ gì về việc cưới nhưng không đăng ký kết hôn? Cưới nhưng không đăng ký kết hôn là sao ạ? Có nghĩa là giả sử như là mình cưới thôi, mình sẽ không đăng ký kết hôn, thì anh ok không? Không, thì thực ra thì anh cũng chưa nghĩ đến cái vấn đề nó sẽ như thế nào cả. Nhưng đấy, mà nếu mà nếu mà em thuyết phục anh để anh cảm thấy là như thế là hợp lý thì chắc chắn là anh sẽ ok. Chứ anh không có bảo thủ, có nghĩa là phải bắt em như thế này, em thế kia. Mà ví dụ em nói hợp lý thì anh sẽ làm theo, anh sẽ nghe theo. Nhưng mà lý do tại sao vậy? Em chỉ hỏi anh xem quan điểm của anh như thế nào thôi. Bạn ấy chỉ hỏi để thử xem quan điểm của em ra làm sao thôi. Dạ. Đó, ví dụ như em đồng ý hay là không đồng ý thì em nói. Rồi. Đó. Bây giờ theo anh nghĩ là các bạn quan điểm thế nào về sống thử trước hôn nhân? Rất cảm ơn anh Quyền Linh vì có một câu hỏi rất là hay. Đấy, nó cũng như kiểu như thế. Thực chất thì nếu mà anh thấy thì cái vấn đề nó thực ra là ngày xưa thì người ta hay không thích cái vấn đề đó. Nhưng mà anh thấy nếu mà bây giờ cả bạn nam và bạn nữ đều muốn như thế thì mình sống thử với nhau không sao. Tại vì khi mà mình sống với nhau rồi, mình ở bên cạnh nhau thì mình mới biết hết được cái tật xấu, là cái tính tốt người kia. Thì mình cảm thấy nếu mà chấp nhận được thì mình sẽ tiến tới hôn nhân. Bạn gái có đồng ý quan điểm đó không? Không, theo em thì như thế nào? Thôi thì bây giờ em sẽ trả lời theo cảm xúc bây giờ ha. Thì em nghĩ là không ok. Không ok. Nghĩa là em sẽ không sống thử. Nhưng mà tại sao em lại đưa ra vấn đề là phải cưới mà không đăng ký kết hôn? Em chỉ muốn hỏi quan điểm của bạn nam, xem bạn nam sẽ trả lời như thế nào, chứ không phải là lời đề nghị của em. Bây giờ bạn trai có thể hát một bài nào đó để tặng bạn gái. Mình giao lưu tí âm nhạc đi. Tại vì hôm nay đến đây thì thực ra là cái cảm xúc nó cũng hơi lẫn lộn đó. Nên mà ví dụ mà nhớ bài nào thì hát bài đó thôi, chứ cũng không biết là biết hát bài nào hết á. Hát bài Em Ổn Không đi. Cuộc đời đã nói mình dành cho nhau, tại sao duyên trời chẳng thâu. Ngồi nghĩ đến em giờ nơi đâu, trời mưa ngầu rất lâu. Điều anh muốn nói là em ổn chứ, tình yêu đôi khi cô yêu chưa chắc đã về với nhau. Điều gì khiến mắt lệ tràn hoen mi, ngày em đi trời mất trí. Được rồi. Trời mất trí luôn rồi đó. Ngồi vào ghế, chuẩn bị bấm nút thôi. Bấm nút là trao duyên, là hẹn hò, là đồng ý yêu đương. Nhưng nếu các bạn không có rung động trái tim thì không cần bấm. Chúng ta để cái nút bấm đó
cho rất nhiều đối tượng. Đừng lấy đi cơ hội của một người khác nếu như ta không rung động bằng trái tim của mình. Nào, chuẩn bị sau 3 tiếng đếm. 1, 2 và 3. Hết thời gian. Như vậy là cô gái không bấm. Bây giờ tôi mới biết tại sao nè. Bạn này rất là khó tính. Bạn ấy đưa ra một số câu hỏi xoáy đáp xoay. Và cái câu hỏi đó khi mà trả lời không đúng cái suy nghĩ của bạn là bạn đã quyết định đúng không? Thực ra chị Hồng Vân nói với em cũng đúng. Em rất là bất ngờ khi mà chị Hồng Vân nhận xét như thế. Thực ra em cũng không đến mức là khó tính lắm. Nhưng mà em bất ngờ hỏi một cái câu mà nghĩ gì khi mà mình chỉ cưới thôi, mình không đăng ký kết hôn. Thì bạn đã không thể đưa ra một lời trả lời nào cho em cả. Tức là phải đưa ra trả lời và giải thích có câu trả lời đó. Có cái chứng kiến đó. Mình có nghĩa là nếu chị mà là em hồi nãy là chị biết ngay là em đã hỏi xoáy đáp xoay bạn này. Nếu là chị là không có chiều theo, họ đã cưới là phải đăng ký kết hôn. Đó là một cái điều bất di bất dịch. Thôi hôm nay thì có lẽ các bạn có duyên mà không có phận. Chúc các bạn sớm tìm được một nửa mảnh ghép của mình, một nửa yêu thương của mình. Dạ, cảm ơn anh Quyền Linh ạ. Cho dù các bạn không bấm nút ngày hôm nay nhưng các bạn vẫn nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity. Đó là một bộ sản phẩm tròn gói, nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Mỗi bạn sẽ nhận được một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm tại tất cả các hệ thống Yakio trên toàn quốc. Yakio là thương hiệu điện gia dụng cho mọi nhà. Các sản phẩm nổi bật bao gồm máy lọc nước Hàn Quốc, máy làm mát, nồi chiên không dầu, máy lọc không khí và các sản phẩm gia dụng khác. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Cảm ơn các bạn.